Chào các ông cháu nhá, đang làm quả bạch kim cho ông cháu này này. Tí nữa các ông cháu xem nhá, nếu mà đây đúng là bạch kim nhá. Nếu mà đúng mày là bạch kim, mày mới đền chú nhá. Vâng. Mày đang cãi đầu này là không phải bạch kim đúng không? Vâng. Đầu này khói trắng lắm đây mà là các ông cháu mà bình luận là bạch kim nhá. Mày phạt đền chú bao tiền? 10 triệu chú ơi. 10 triệu nhớ nhá. Vâng. Nếu mà không đúng chú đền 15 triệu, ok chưa? Ok chú. Vào việc luôn. Dạy đi ông cháu ơi, xong đấy. Quả bạch kim của cháu đâu nhỉ chú nhỉ? Đấy, quả đầu bạch kim của ông cháu đây. Đó. Không phải, đây màu xanh chú ơi. Ơ là mày đùa, đây bạch kim đây không phải màu xanh đâu mày. Màu xanh, ông chú bịp cháu à? Ông cháu bị mù màu à? Ông cháu nhìn kỹ lại em nào. Đây màu xanh, chú định bịp cháu về cháu gọi đội nên dẹp quán chú bây giờ. Ừ, rồi thế thì để mấy thằng trên TikTok này nó nói xem bạch kim hay là ấy đi. Nếu mà nó nói là màu xanh nhá thì chú phạt mày. Nếu mà nó nói bạch kim mày phải phạt chú, ok chưa? Ông chú bịp cháu rồi. Bây giờ công tâm người trên mạng người ta chấm điểm, ok không? Ok chú. Đấy các ông cháu ấy, trên mạng nhá, màu này màu bạch kim hay là màu xanh thì các ông cháu nói nhá. Để cho công tâm đi, hai chú cháu đỡ cãi nhau. Ok chưa? Ok chú. Thằng nào nó mà bảo bạch kim nhiều hơn là ông cháu mất chú 5 triệu nhá. À 10 triệu nhá. 10 triệu. Nếu mà màu xanh chú mất mày 5 triệu, ok chưa? Bạch kim rồi đúng không ông cháu? Đây quay này. Quay một vòng như thế này. Bạch kim như thế này mà nó lại bảo là không phải bạch kim. Ok được rồi, thì tí nữa ấy nhá. Đấy là tóc ông cháu còn nhuộm đen rồi, chú còn nhuộm ra màu này đấy. Thôi tí nữa cho nó chấm điểm á. Nếu mà thằng nào nó bảo bạch kim nhiều thì mày giả chú tiền. Nếu mà bảo màu xanh ít thì chú đền cháu. Thì chú đền mày, ok chưa? Ok chú. Chiến luôn.